Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Bài trên phúc âm theo Thánh Luca. Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một chân nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Chân nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà chân nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi: lời chào như vậy có nghĩa gì? Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và ngày đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đứng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngay vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ chỉ vì nhà gia tốt đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đứng Tối Cao sẽ đợt bóng trên bà. Vì thế Đức Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là đời cùng vụ. Trong thánh lễ ra mắt cộng đoàn của vị tân quản nhi một giáo xứ, thì Ngài đặc quyền công bố lời Chúa. Và sáng hôm qua, cha tân quản nhi có gọi điện thoại cho con và mời con chia sẻ trong thánh lễ sáng nay. Kính thưa cộng đoàn, con vẫn nhớ Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girani khi còn là sứ thần tòa thánh tại Việt Nam chúng ta đại diện giáo hoàng. Thì khi nói về cuộc đời của Đức Mẹ, Đức Tổng Leopoldo Girani tóm kết trong ba từ ngữ quan trọng này. Đó là fiat, xin vâng, magnificat, linh hồn, tôi ngợi khen Chúa, và stabat mater, Đức Mẹ đứng đó, Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá. Quả thật như vậy, giáo xứ Bình Thới chúng ta hân hạnh nhận Đức Mẹ mân côi là bổn mạng của mình. Và trên những nẻo đường dẫn đến nhà thờ Bình Thới hôm nay, chúng ta thấy tấp nập những người đến nơi nhà thờ Bình Thới này để rồi chúng ta đón tiếp một vị tân quản nhi, đó là cha Giuse Nguyễn Mạnh Hùng. Và như vậy, chúng ta sẽ xây dựng cộng đoàn giáo xứ Bình Thới này trên nền tảng nào? Thưa, đó là những nhân đức của Đức Mẹ.
và như Đức Tổng Leopoldo Girardi nhân đức đó là Fiat Silver. Một Đức Mẹ hoàn toàn buông mình để cho Chúa thực hiện kế hoạch cứu độ của Ngài. Cha Phâm, hôm nay chúng ta vừa nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần, vẫn là điệp khúc mùa xuân ấy, lời thưa xin vâng của Đức Mẹ Fiat. Đứng trước chương trình ý định của Thiên Chúa, Đức Mẹ luôn buông mình để Chúa hoạt động. Mỗi người chúng ta đây có dám không? Có dám buông mình để Chúa thực hiện những chương trình của Ngài trên cuộc đời của mỗi người chúng ta không? Và vì thế cho nên chúng ta bắt chước Đức Mẹ với lời thưa Fiat trước những chương trình ý định của Chúa. Và Đức Mẹ ấy còn thốt lên Magnificat, Anima Mea Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Không những Đức Mẹ đón nhận, mà Đức Mẹ đón nhận trong niềm vui tin yêu phó tác và tung hô Chúa, ngợi khen Chúa, hát lên. Đức Mẹ là như thế. Và chính khi yêu thì người ta hát, Đức Mẹ hát một bài ca Magnificat. Thế nhưng mà khi chọn thánh ý Chúa cũng không loại trừ những khó khăn, những thử thách trong cuộc đời. Tâm thế của Đức Mẹ như thế nào? Thưa, tâm thế của Đức Mẹ đó là Stabat. Đức Mẹ không để cho những nỗi khổ niềm đau cuộc đời này đè bẹp, mà Đức Mẹ luôn kiên vững. Đức Mẹ đứng đó để cho đức tin của chúng con được kiên vững. Cho nên chúng ta rất vui mừng với ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi mà Giáo xứ Bình Thới chúng ta cử hành hôm nay, để rồi chúng ta nhắc nhau xây dựng cộng đoàn giáo xứ chúng ta trên nền tảng những nhân đức của Đức Mẹ. Và như thế cộng đoàn chúng ta nhắc nhở nhau, dắt dìu nhau bước đi trong sự tin yêu phó thác nơi Chúa. Và như thế kẻ yếu sức giao phó cuộc đời mình cho Chúa, Đức Mẹ quả thật như thế: đây tôi là nữ tỳ của Chúa, xin thực hiện cho tôi như lời sứ thần truyền. Và cũng như vậy, cộng đoàn giáo xứ Bình Thới này luôn ca ngợi lên tình yêu của Thiên Chúa. Nếu như chúng ta đọc lại lịch sử của giáo xứ Bình Thới, chúng ta đây được Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình nâng lên hàm giáo xứ năm 1970, đến nay đã hơn 50 năm, và trải qua các đời cha xứ, đó là cha Hiến Thành, rồi thì cha Xuân Đính, cha Trần Hòa, Vinh Sơn Trần Hòa có mặt trong thánh lễ hôm nay. Trước cha Trần Hòa là cha Matthew Nguyễn Mạnh Thu. Và cha Nguyễn Mạnh Thu, cha Trần Hòa, rồi tiếp theo là cha Giuse Đinh Đức Hậu. Và nếu đến với cha Giuse Nguyễn Mạnh Thu hôm nay đã là S6, vì lãnh đạo nơi đây thứ sáu. Và như chúng ta bước vào nhà xứ của giáo xứ Bình Thới này, chúng ta thấy ghi đậm nét chiếc tòa thư của
Tác giả Do Thái chương 13 câu 7. Đó là anh em hãy nhớ đến những vị lãnh đạo đã dạy lời Chúa cho anh em. Và như thế trải qua hơn 50 năm và với nhà thờ hình hới này, năm nay chúng ta đã mừng 25 năm xây dựng nhà thờ này. Biết bao nhiêu công sức của quý cha tiền nhiệm để rồi ngày hôm nay cha tân quản nhiệm Du Sen phải ngồi về để đón nhận tất cả cái kho tàng này, để rồi với sức trẻ của ngài, với tinh thần năng động của ngài, chắc chắn sẽ đẩy giáo xứ Bình Hới chúng ta một bước tiến nữa. Cho nên trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho các quý cha đã hiện diện, đã sống nơi đây, và cách viên chúng ta cầu nguyện cho cha Tân Hoàng Nhiệm Du Xe. Và như thế, nếu mình sống như vậy thì cả là một sự chan hòa niềm vui của các anh ấy, tình yêu của Chúa. Nếu như chúng con viết lại, nếu như chúng con nhớ lại lịch sử của giáo xứ chúng con đây, biết bao nhiêu hồng ân Chúa đã thương ban trải dài qua những năm tháng, và chúng con tiếp tục để rồi vui mừng đón nhận cha quản nhiệm hôm nay, để rồi chúng con chắc chắn sẽ bước đi trong sự thăng tiến đời sống đức tin của chúng con, và chúng con sống trong một địa bàn quận 11 này rất đông những anh em tôn giáo bạn sống chung quanh chúng con, và ước gì cái lời ca mang tin mừng ấy được rộn rã trên những nẻo đường khi mà người ta hướng đến, nhớ đến nhà thờ của chúng con nơi đây, nhà thờ Bình Hới, hơi hới hân hoan trong sự bình an, một niềm vui. Và như vậy chắc chắn chúng con cần phải dắt dìu nhau bước đi trong cuộc đời này. Năm nay Hội đồng Giám mục Việt Nam đưa ra cho chúng ta một điểm nhấn, đó là sự tham gia trong đồng hành công nghiệp. Đồng hành công nghiệp tiếp tục mở ra trong tháng 10 này với Đức Giáo Hoàng, với những các đại diện đầy đủ các thành phần. Và ngày hôm nay giáo hội mời gọi sự đóng góp tích cực của người giáo dân chúng ta. Và như thế, nếu như đời sống gia đình là một sự thống nhất chồng vợ con một nhà, thì gia đình giáo xứ này cũng phải là một sự yêu thương đầm ấm, cha con thuận thảo với nhau. Và chỉ có thể tham gia hiệp thông được khi biết lắng nghe. Cha lắng nghe con biết lắng nghe cha, và dám nói với nhau, dám để mà chia sẻ với nhau để cùng tiến bước. Quý ông bà chị em dám không? Mạnh dạn. Chúng ta sống trong một thời đại mới, thời đại của đồng hành công nghiệp này. Tất cả mọi người, từ người linh mục, tu sĩ, giáo dân, ai cũng được mời gọi để góp phần kiến tạo nên một hội thánh của năng tràn đầy năng lực, tình yêu và vui mừng, để lan tỏa cái tình yêu ấy đến cho mọi tâm hồn. Và như vậy, mỗi khi chúng ta bước đến nhà thờ, có nghĩa là chúng ta bước vào trong niềm vui của tình yêu, của sự
quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Hãy ngẩng đầu lên. Chúng ta không thể nào đến nhà thờ với một bộ mặt hình sơ được. Chúng ta không thể nào đến nhà thờ mà tâm bất an được. Và khi bước vào nhà thờ phải nổi lên được lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: Ôi xin Unu, lạy Cha, xin cho họ lên một trong những sự khác biệt nhau, thế nhưng yêu thương nhau, nâng đỡ nhau, giúp nhau. Kính thưa các bạn, hôm nay chúng ta mở một trang sử mới. Trang sử mới này sẽ như thế nào? Mỗi người chúng ta sẽ viết gì nơi cộng đoàn thân yêu này? Viết bao nhiêu công khó của các thế hệ, của các vị cha anh chúng ta, của mọi thành phần đã kiến tạo nên một bình tới hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục viết cái gì? Xin cho chúng con kiên vững trong tình yêu và luôn luôn chúng con cảm thấy niềm vui khi chúng con đến nơi đây. Chúng con nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương, bằng ánh mắt của trái tim, một trái tim mở ra để đón nhận tất cả. Xin Chúa chúc lành cho giáo xứ chúng con trong ngày đón vị tân quả nhiên, và xin cho cộng đoàn chúng con mọi thành phần nơi đây biết chung tay góp sức để xây dựng một bình thới mỗi ngày, một niềm vui, một bình an, hạnh phúc, hơi thở an bình. Amen.